Sáng 21 tháng 12, phiên tòa xét xử 36 bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế Công TAIC và một số đơn vị liên quan tiếp tục phần thủ tục. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn vẫn bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái bị xét xử về tội nhận hối lộ. Ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, bị xét xử về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phần thủ tục, chỉ bày ý kiến, các luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thành cho hay do ông Thành có nhiều bệnh đang phải điều trị nên mong tòa lưu ý đến sức khỏe của bị cáo và cho bị cáo ngồi trong quá trình xét xử. Nhiều luật sư khác cũng xin hội đồng xét xử cho thân chủ của mình ngồi trong quá trình xét xử vì lý do sức khỏe kém. Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Quốc Thái cho hay nguyên đơn dân sự trong vụ án được xác định là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, do đó đề nghị tòa xác định tư cách của bị đơn dân sự. Đáng chú ý, luật sư Nguyễn Văn Tú, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc công ty Thành An Hà Nội, cho biết bị cáo Thuyết đã xuất cảnh từ tháng 4 năm 2021 trước khi xác minh vụ án. Bị cáo xuất cảnh trong điều kiện phải giám hộ cho con học ở Hoa Kỳ. Trình bày ý kiến, Viện Kiểm sát cho hay tùy vào từng trường hợp sức khỏe của các bị cáo, hội đồng xét xử cân nhắc cho một số bị cáo ngồi trong quá trình xét xử. Viện Kiểm sát đồng ý với quan điểm của luật sư về việc xác định bị đơn dân sự. Theo Viện Kiểm sát, bị đơn dân sự là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và đã được xác định gây thiệt hại. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị của luật sư Tú và bị cáo Thuyết là phù hợp nên chấp thuận. Qua đây, tòa cũng kêu gọi, đề nghị các bị cáo đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Về việc xác định bị đơn dân sự sẽ được tòa làm rõ trong quá trình xét xử, có thể thay đổi. Những người liên quan, nhân chứng vắng mặt nếu cần sẽ tiếp tục được tòa triệu tập. Theo cáo trạng, muốn công ty AIC được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thiết lập quan hệ với cựu bí thư Trần Đình Thành để được giới thiệu đi gặp các quan chức trong tỉnh. Bà Nhàn trực tiếp 6 lần đưa tiền cho ông Thành, tổng cộng 14,5 tỷ đồng. Những lần đưa tiền đều diễn ra tại trụ sở công ty AIC hoặc trụ sở tỉnh ủy, phòng làm việc của cựu bí thư. Lần nhận hối lộ nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng, ông Thành xếp vào vali cá nhân mang từ Hà Nội vào Đồng Nai. Cũng nhận số tiền 14,5 tỷ đồng, cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái được bà Nhàn và nhân viên lót tay trong 14 lần kéo dài hơn 10 năm. Những lần nhận lại quả này cũng đa phần diễn ra tại trụ sở AIC hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cựu Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ 6 lần, tổng cộng 14,8 tỷ đồng. Từ những chiêu trò làm xiếc của bà Nhàn, công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỷ đồng. Cơ quan điều tra quy kết bà Nhàn hưởng lợi hơn 148 tỷ đồng. Hành vi của bà Nhàn bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỷ đồng.